Xin như vậy là chúng ta có một update mới, nhưng là thanh niên nó Nguyễn Hồng Lâm mở rất nhiều hát cho ngày mai mà chúng ta đã ào phỏng rồi. Rất nhiều các ca sĩ đang hát cho ngày mai Rất nhưng mà nhiều, ao phòng rồi, rất tiếc. nhiều thiệt, ca sĩ này hát cho ngày mai nữa, muốn hát lắm cũng được. Yên tâm, tí nữa rồi hát nữa. Trời ơi, ủa, Xem gala chiến đạo thanh xuân hay gì? Thì người ta là thường là sẽ hát những bài thanh xuân, còn là những trường hợp này không biết thanh xuân gì. Rồi, tôi nói thiệt chứ, tôi cực kỳ sợ. Mệt tôi đấy, mệt tôi đấy. Người này đủ thứ bay, xin lỗi bay nha. Bay hát ghê quá, ông công nào hát làm tôi ấy xúc động quá. Hey. Thôi tiếp ha, muốn bài nào nữa? À thôi bây giờ giờ kể chuyện cho rồi đi, kể chuyện đi cho nó vui. Nghe kể Ngày chuyện mốt kể đi, gì xong rồi chị nhớ rồi. hát thì hát xong. Hay là thì đó chúng ta Tim lép bà hãy cho đời mai. một tí không? À, ai bật chương trình bản quyền nữa thì LVTT không chiếu nữa, buồn quá. Thôi mình hát đi. Ok, tôi không ok. Bật mấy cái chương trình gì mà nó mình tự chế ấy, như là hay là triệu phú chế hay là cái gì đấy cũng À đúng rồi, đừng mở hát cho ngày mai chế là được. Có được. thấy hát cho ngày mai đó. Yên Ông là VTV ông dỗi không tâm. chiếu đâu. Phú là Thì ai, cái ai khó là phú? mà. U là trời, U là TRB. Ông nào mở của cá hồi TV xem đi. Tụi nó đang hát đấy. Đấy, mọi chuyện ít ổn thì chúng ta tiếp tục cái chuyện. Cái Tôi chuyện nghe hát hết bản gốc nói chuyện đi.